kinh nghiệm làm tổng đạo diễn của nhiều sân khấu lớn như Hoa hậu Việt Nam, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan phim Việt Nam. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam lại tiếp tục gây ấn tượng mạnh với vở Tinh Hoa Bắc Bộ do anh làm tổng đạo diễn. Đặc biệt hơn khi đây là thể loại nghệ thuật sân khấu thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam đó các bạn. Những cái phần sắp đặt màu sắc và tạo dựng bối cảnh bằng ánh sáng làm cho tôi cảm thấy rất là thú vị và phải wow. Một cái show rất là ấn tượng và làm cho một người xem thật là mãn nhãn. Công chúng Hà Nội vừa được hòa vào một làng quê Việt đầy dung dị trong vở diễn Tinh Hoa Bắc Bộ do đạo diễn Hoàng Nhật Nam làm tổng đạo diễn. Ấn tượng hơn khi tác phẩm quy tụ hơn 100 diễn viên là người dân địa phương trình diễn cùng với các diễn viên múa chuyên nghiệp. Khi được tiếp cận với một cái không gian sân khấu với những diễn viên của vùng Sài Sơn, Chùa Thầy thì thật sự là một cái vùng đất như chúng ta thấy là một cái vùng đất rất là linh thiêng, và với những cái danh lam cổ tự Chùa Thầy, Núi Thầy, và nơi đây thì tạo cho tôi rất là nhiều những cái nguồn cảm hứng để mà có thể nảy ra rất là nhiều ý tưởng về mặt dàn dựng. Chỉ trong thời lượng 55 phút với 5 chương, đạo diễn đã vẽ nên một không gian văn hóa đậm nét vùng đồng bằng Bắc Bộ, tạo nên một dòng chảy liên tục đầy cảm xúc. Tinh Hoa Bắc Bộ như là một cái tấm vé để chúng ta có thể trở lên cái chuyến tàu thời gian, để có thể trở về với miền ký ức ngàn năm trước đây. Đó, và nơi đó thì chúng ta sẽ thấy tái hiện những cái đời sống cảnh sắc xưa cũ của người dân. Và ngoài ra bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy những cái phân cảnh diễn mang đậm cái yếu tố về siêu thực, siêu nhiên, những cái yếu tố thuộc về văn hóa tín ngưỡng, tinh thần. Lần đầu tiên chúng ta ứng dụng một cái lĩnh vực mới về nghệ thuật. Ở trong vòng một tiếng đồng hồ mà chúng ta có thể dạo qua được tất cả, tiếp cận được tất cả, khai thác được tất cả những cái giá trị tinh hoa nhất của một không gian văn hóa ở đồng bằng Bắc Bộ thôi, cũng là một cái gì nó không đơn giản. Tố thực cảnh ở đây thực là những cái tồn tại trong thực tế, là những cái cảnh thiên nhiên có thực mà không bị sự can thiệp là quá sâu của con người, khái niệm hơi mới ở Việt Nam. Nhưng mà thực ra trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn ở các quốc gia, loại hình nghệ thuật này đã đón nhận được rất nhiều tình cảm cũng như những cái hiệu quả. Dù là sân khấu thực cảnh đầu tiên được trình diễn tại Việt Nam, nhưng vở đã nhận được nhiều tín hiệu tốt, hứa hẹn sẽ là điểm đến đặc biệt cho người dân và du khách. Những cái phần trình diễn mà mang tính chất nghệ thuật, những màn múa, những màn biểu diễn ấn tượng cũng làm cho chúng ta cảm thấy Tinh Hoa Bắc Bộ nó không chỉ là một cái show diễn thực cảnh mà nó thực sự là một cái show nghệ thuật. Ở đó chúng ta có được những cái giây phút thăng hoa về nghệ thuật. Riêng bản thân tôi thì tôi cũng chưa thực sự gọi là hài lòng. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện nó thêm nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng là với những sự nỗ lực của ekip cũng như của bản thân, với những cái tâm tư hướng về những cái giá trị văn hóa truyền thống cội nguồn của dân tộc, thì tôi nghĩ là chắc chắn show diễn sẽ tạo được tiếng vang và cũng như đón nhận được cái tình cảm tốt đẹp từ phía khán giả. Nếu như đến Hà Nội mà không xem show này thì xem như là chưa đến Hà Nội. Thông qua vở diễn này thì tôi cũng rất mong là tất cả những ai là người dân Việt Nam thì cũng sẽ xem một lần và sẽ cảm thấy yêu mến hơn đối với những gì chân chất bình dị của Việt Nam và những gì thuộc về cái giá trị, những cái vốn quý của văn hóa dân tộc. Tôi tin rằng là không chỉ khán giả nước ngoài mà còn khán giả ở chính Việt Nam nữa cũng sẽ có rất nhiều cảm xúc khi xem Tinh Hoa Bắc Bộ ở đây. Để xây dựng được một sân khấu thực cảnh nghệ thuật như Tinh Hoa Bắc Bộ là cả một quá trình nỗ lực, sáng tạo miệt mài của đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ekip. Và sự hài lòng của khán giả cũng chính là phần thưởng quý giá cho những người thực hiện chương trình đặc biệt này. Và đến đây thì Giải trí 24 giờ phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 17 giờ ngày mai tại địa chỉ tv.tuitre.vn và tuitre.vn. Mọi thông tin góp ý cũng như cộng tác cho chương trình, mời các bạn gửi thư về địa chỉ email giải trí24giờ@tuitre.com.vn. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.